Này là mắt cá ngừ, lạ hơn là có bò chấm muối chiên vàng, cả nồi sườn cây khổng lồ, toàn là mấy cái món đặc sản Phú Yên không á. Bình thường đi ăn đặc sản vùng miền là phải ăn từng quán nha. Còn ở chỗ này là tinh hoa hội tụ, bụng đói rất mê. Trước giờ đi ăn thịt nướng hay là lẩu buffet là xưa rồi, được ăn mấy cái món đặc sản mà còn ăn buffet mới chịu. Này là món thăn cá chiên mắm nè, lần đầu mình ăn thử luôn á. Dai nha, công nhận thịt cá mà dai chắc dễ sợ. Ủa mà tính ra món này cũng lần đầu tiên mình ăn luôn. Đặc sản Phú Yên mắt cá ngừ hầm thuốc bắc đây mà, nó chỉ thơm thơm thôi chứ không có nồng mùi thuốc bắc. Mắt cá ở đây người ta làm kỹ thiệt nha, không có nghe mùi tanh luôn á. Món này ăn nó vừa béo vừa dai, nhai nhai đã cái miệng lắm. Khoan khoan đi, tới cái món này mới đập lạ nè, thấy nguyên con kiến. Hồi đầu mình hơi sợ sợ nha, nhưng mà đây là đặc sản muối kiến vàng đó. Trời ơi, món này mà ăn với lại bò một nắng thì còn gì bằng. Nhìn sơ miếng bò tưởng khô ha, nhưng mà ăn rất là mềm luôn. Muối kiến thì ăn cái vị nó lạ lạ, nhưng mà thịt bò thì thơm lắm. Ai mà mê ẩm thực dân gian vùng miền á thì gặp mấy cái món này bảo đảm khoái liền. Như luôn, cái dĩa gân bò xào xả ớt này ăn cái vị nó cay cay mà thơm xả nồng nàn. Món này đậm đà vừa miệng, làm mồi hơi bị bán đó. Mình nghĩ là có sự biến tấu rồi, chứ cái món cá ngừ cuộn phô mai này ăn cái vị nó tay tay nha. Tay nhất là cái vị béo của phô mai. Ăn vô miệng nghe thơm rõ ràng cái mùi của cá ngừ luôn. Em ơi, cho chị hỏi cái chung bơ này chấm với lại món gì vậy? Dạ ai mà thích ăn béo thì pha thêm vô với nước chấm đó chị. Nhìn nồi sườn hoành tráng cũng hấp dẫn thiệt, nhưng mà tới cái khúc ăn là không biết bắt đầu từ đâu luôn. Đang lay hoay thì có bé nhân viên ra cắt sẵn cho dễ ăn. Đối với mình cái phần thịt ngon nhất không phải là mấy miếng nạc đâu, mà nằm ở mấy cái khúc xương xương vậy nè, mềm mềm gân gân mỡ mỡ nè, chấm với lại miếng chao bơ nó ăn ghiền. Em mà nó cứ hỏi đi hỏi lại cái nồi sườn này là kêu thêm hay là trong gói buffet vậy. Nhìn hoành tráng quá mà còn có nước lèo ăn với bánh phở nữa. Đã ăn mấy cái món sườn này rồi là phải cho thêm bao tai nha thì mới tin ý. Hỏi những người thích gặm xương nhìn cảnh này chắc nhói lòng lắm ha. Biết sao được, cái phần thịt nó dính trong xương mới ngon, rỉa rỉa đã cái miệng lắm. Quay qua tới cái cục xương ống là thủ sẵn liền cái ống hút, rít lên một miếng thôi tủy nó béo muốn tăng sòng luôn. Nói gì nói chứ bò nướng tảng ở đây mới là món chính nè. Dĩa thịt to như trên hình đó là kêu lẻ, còn mà ăn buffet thì người ta ra cái dĩa nhỏ nhỏ thôi. Ăn như vậy cho nó được nhiều món rồi mà ưng món nào nữa thì kêu thêm. Đúng là ăn ngay cái món làm nên thương hiệu của bò ba lạng rưỡi có khác ha. Bò tơ nè, người ta chỉ ướp sơ với lại miếng muối ớt thôi, nướng vừa chín tới là ăn liền, cho nên cái thịt rất là mềm mà nó còn thơm bò nữa. Qua tới cái món cá ngừ nướng tảng này thì nó cũng vậy luôn á, ướp còn chút xíu muối ớt à. Nhưng mà cái phần cá này là ngay cái phần lườn của con cá ngừ á, cũng chỉ cần nướng chín tới thôi à, rồi đem ra chấm với lại muối ớt chanh. Da cá ăn nó đúng dẻo luôn á, còn cái thịt cá nó chắc nụ như thịt bò, không có tẩm ướp nhiều gia vị đâu nha, cho nên ăn cái thịt cá ngọt liệm mà kiểu giống như là mình sẽ cảm nhận được cái vị nguyên bản của thực phẩm luôn. Còn ai mà quen ăn đậm đà rồi á thì thử qua món lườn cá BBQ này đi. Người ta xiên xiên vô giống cái sau thịt bò á, ăn ngon mà tiện lắm. Nãy giờ ăn bao nhiêu món rồi đó mà cuối cùng vẫn còn cái nồi lẩu nè. Là mình chỉ có mới kêu sơ sơ xương xương mấy cái món đặc sản nổi tiếng thôi nha. Còn chứ buffet ở đây người ta có tới 60 món lận có 199 xiền. Rẻ nữa thì chọn loại 40 món thôi có 169 xiền à. Nhưng mà chỉ có ăn được trong khung giờ từ 11 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều thôi à. Thật sự đối với mình cái giá này là quá rẻ luôn và rất là đáng thử. Chỉ sợ là ăn không nổi thôi chứ không có sợ không có món ngon. Đáng lý ra bữa đó mình dẫn ba mẹ mình đi ăn nữa là chắc khoái nữa. Kiểu người lớn thích ăn mấy cái món đặc sản vùng miền lắm. Lúc về mới đọc được cái bản trẻ em dưới 1 mét được miễn phí. Xong là mình lôi từng đứa ra đo chiều cao, của nào cao quá mình bẻ đôi. Bò ba lạng rưỡi thì quá nổi tiếng ở Đà Lạt, Phú Yên rồi, còn Sài Gòn thì ở đây nha.